chào cả nhà. Hôm nay là mình tới cái quán nhà hàng Buffalo Wing. Đó, nhà hàng này vừa coi football bóng gỗ nha, football của Mỹ. Giống như ở Việt Nam mình đi ra ngoài quán mình coi là mình ủng hộ á. Đó, bây giờ hãy theo mình vào trong nha. Đó, đây. Đang coi football. Ok. Nó cũng nhiều món. Uống nước một cái nước Sprite cũng được hay nước chanh gì đó. Cái thôi. Một cái nước lọc. We have some Sprite. It's called Starry. It's like a Sprite. It tastes like Sprite. Want that? And water. Some milk water, yes. Okay, so we got two stories, fries, got the brisket tacos, with double fries, right? And we're gonna have the buffalo chicken tots, and we're gonna have the sesame chicken sandwich with the chips and sauce. Nếu qua đời nha. Rồi, anh với em muốn rồi. Đã mất 500 rồi. Thank you. Bấm vô này không? Có cái mâm gà kìa. À, mâm gà rồi. Họ kêu đi mỗi loại thứ đi. Em ăn thứ, anh ăn thứ, anh ăn thứ. Mình coi cái nào ngon. Cứ kêu chung chi một tức. Mâm đó. Vô đây lắm, cuối tuần là vô đây ăn gà hamburger nè. Mấy cái đồ ăn của Mỹ rồi đó, hamburger, gà này kia á. Dắt con ăn cá vậy mình đi vô đây nè. Coi football, coi thể thao. Đó, football của Mỹ là banh cana nha, đó, chứ không phải đá banh như mình đó. Đông lắm, cuối tuần nào vô review đó. Mỹ coi football là chưa đó, football của Mỹ đó, đó banh cà na đó, gì còn hơn đá banh nữa. Đây xung quanh là TV không, màn hình không, mấy chục cái bên kia nữa. Đó, Mỹ phải coi football đó. Đó, cái này là taco đúng không? Nó là hamburger. Giờ mình sẽ chai nên thử ăn thử cái món taco này nha. Bây giờ mình sẽ thử một món taco của Mỹ nha, của Mexico nhưng mà làm kiểu của Mỹ. Thank you. Anything else? Yeah, that's it.
dẫn mình thử cái món nè. Nước sốt nó thật. Sốt nó rất là ngon, ăn vừa miệng luôn. Thử cái hamburger, cái hamburger đây là thịt da kẹp thịt nha, cắn thử. Rất ngon. Hành rất là ngon hơn hành kia. Hơn là không có bằng đó. Rất là ngon á. Có mua cái gì đâu. Đây mới rất là gì rằng. Hả? Number one, cái nhất. Đây là nhà hàng Mỹ à. Bán tất cả các món của Mỹ. Rất là ngon. Hôm nay mình vô mình trang điểm những cái món của tỉnh Mỹ nè. Đó, rất là ngon. Thử cái món này coi.
ngon, rất là ngon. À, vòng cảnh chu vi nó bắt chu vi nó mạnh quá cháu. Ngon mới à. Thử cái món này coi. Rất là ngon. À, vòng cảnh chu vi nó bắt chu vi nó mạnh quá cháu. Thử miếng gà. À, thử miếng gà. Gà rán bởi vì gà nổi tiếng vậy á. Cái gì đó rồi dắt gì hai ăn. Món này cũng được. Có hamburger với lại gì á ngon. Cái giấy này ký 44 đồng. Cũng rẻ. Số tiền nó liền tiếp bỏ đi bàn đó. Đó cho ok bây giờ mình đi ra đó. Đây ra Whiskin nữa. Whiskin. Rồi kỳ sau lỡ ăn. Ok. Let's go. Bây giờ còn ra nha. Ok, thank you man. Ok, xin chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình đi về. Đó, nhà hàng Buffalo mình mới vừa ăn. Ăn xong. Ok, bye bye. Xin hẹn gặp lại các bạn. Thì sao? Ok.